Đây bông ớt nè, ngày nay em trong một ăn vì bông em cho vui. Thường xong mình đôi chìa xay cuối, xay ẩm bơ, tắt, lạc tỏi, vịt đô, mùi cỏ. Lấy nhóm vô sạc tôi để liên hay nhóm cắt đi để bây giờ tôi cân đi. Lấy nhóm sạc tao và lột sạc tôi.
ស្ករម្ដងស្ករសធ្វើទឹកជើងបៃតង Subscribe channel. Chúc kênh video hấp dẫn.